Mình có mấy sợi dây tín hiệu, nói chung là xịn này, lõi đồng to này. Dư dùng anh em nào có nhu cầu cần đấy thì alo cho mình số điện thoại trên bài nhá. Dây này hình như dài 1m7, 1m8 chứ đấy. Đó, cả bộ dài 1m7, 1m8 gì đó, mình bán 150 này. Okay. Được chưa? Dây này dài 2m này, lõi đồng to này, cái này mình lắp vào để mình thử máy thôi. Đó, dây này dài 2m này. Cái này mình bán 200. Đó, dây xịn đấy nhá. Dây xịn từ Nhật về á. Dây AV này dài 1m8 này. Dây AV dài 1m8 từ Nhật về luôn này, không phải hàng bãi đâu, hàng đi bay về đấy. Mình bán dây này 200 này. Còn cái dây AV đây này. Dây AV 3.5 cũng là 3.5 này. Dây này này, cái dây này là dài 1m8 này, còn dây này dài 5m này. Dài 5m này em bán 350 này. Được chưa? Đó. Còn cái dây này dài 1m8 này. Dây Biden chứ đây này. Đó. Dây tín hiệu lõi đồng to bự chác này. Đó, mềm này. Bự chác con bố. Đó, có đầu rắc rắc gì đây này? Nakami Michi. Đó, thấy chưa? Bộ này mình bán 800 này. Dài 1m8 này. Bộ này mình bán 800 này. Đó. Còn nói thật chứ mấy cái dây này này này. Dây này đẹp lắm. Dây này mình mua mình về mình dùng 2 tháng là tự nhiên nó mất bên loa đi. Mình mua 4 5 dây á, cứ mỗi lần mua mình hay dùng hay mua tặng cho khách, nhưng mà cái dây này tự nhiên mất bên loa, nhiều hôm test loa test âm ly á. Tự nhiên mất bên là mình tưởng là âm ly nó hư, loa nó hư. Mà không phải, mình lại chạy sang mình cạnh nhà mình mua cái dây mới về mình dùng lại được. Nhưng mà dùng khoảng 3 tháng thôi. Cái loại dây này mình dùng khoảng 3 tháng là tự nhiên nó hư một bên này. À, do đó vừa rồi mình có kẹp mấy dây về xem bác nào có nhu cầu sử dụng ấy thì liên hệ với số điện thoại trên bài của mình. Dây này 150 này. À, dây này 200 này. À, dây AV này mét hình như mét 8 à. Cũng không đo nhưng mét 8 hay là 2m gì đấy. Dây này em bán 200. Còn dây này em bán 350, 5m em bán 350 này. À, dây này dây Biden này đầu rắc Nakamichi này 1m8. Em bán 800. Các nào có nhu cầu thì liên hệ.